Ok, tiếp tục lại là cái channel của mèo và cái kênh của mèo hát. Mình đây có một bài nhạc này cũng mới 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 nha bạn ơi, tức là bài Người Về Phương Xa mà các bạn cũng lắng nghe với tiếng hát con mèo, với cái tông gọi là nó cũng được được đó 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 đó.